Chào mọi người nhé. Đây là thành quả lúc chiều tôi và thằng em câu. Đấy. Giờ thì chỉ việc làm sạch nó đi và dán giòn, nên là có một bữa rồi. Đấy, giờ tôi sẽ ghi lại cái cảnh tôi làm mấy con cá này, mọi người theo dõi nhé. Lấy hết ruộng nó ra xong mới rửa như thế. Cá những cá khác chúng ta có thể ăn ruột được, như còn cái loại cá rô ruột phi không nên ăn ruột, ruột nó rất nhiều tạp, rất bẩn.
Mẹ ơi, cá này mẹ ăn luôn hay là con bỏ tủ mai giá? Vâng, bỏ tủ nhá. Có vẻ ướp muối không? Vâng. Bột canh với mì chính nhá. Vâng. Xong rồi nhé mọi người. Giờ này nó đem đi ướp muối xong rồi đúc vào tủ lạnh. Mai lôi ra làm việc. Anh em đàn ông con trai nào mà chưa biết làm cá thì nay làm giống mình nhá. Tạm thời như thế ra đúng không? Không phải thợ mà. Con cá vẫn còn sống luôn này. Chưa, mổ bụng moi ruột nó vẫn còn thả này. Vẫn còn ngáp luôn. Rồi, chúc anh em vui vẻ nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.